Hello mọi người, chắc mọi người cũng biết đây là chiếc giường gì rồi ha. Một chiếc giường tiêm filler chỉnh cơ rất là phổ biến ở thị trường trên hiện nay luôn ha. Thì hôm nay thương hiệu Hai Mặt mới có một chiếc giường tiêm filler chỉnh cơ này mới về khung chân sắt ha mọi người. Và giá rất là phải chăng luôn. Đầu tiên là về lớp da của chiếc giường. Đây là da Simili cao cấp. Simili ha, cực bền và dễ lau chùi luôn nha cả nhà. Lớp đạn bông cực kỳ êm ái ở đây, rất dày và đàn hồi cao. Đường chỉ may rất tỉ mỉ. Đó, rất chắc chắn luôn nha cả nhà. Phần cánh tay vẫn cũng có thể tháo rời. Anh nhà có thể thấy đây, tháo rời ra. Nếu như không có nhu cầu sử dụng cánh tay này thì chúng ta có thể tháo ra để cho nó gọn gàng hơn ha. Hoặc chúng ta có thể lắp vô lại một cách dễ dàng bằng hai cái lỗ ở đây ha. Và mình sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng của chiếc giường này. Chiếc giường có thể nâng hạ phần chân để có thể tạo thành một dáng nằm và dáng ngồi ha cả nhà. Đây, phần chân nâng lên. Ở đây có một cái lò xo cho nên chúng ta chỉ cần nâng lên đó là cái lò xo nó sẽ tự lên ha cả nhà. Đó. Đây. Đó. Ở phần thân này chúng ta có thể là nâng hạ phần thân một cách dễ dàng luôn. Đây cả nhà có thể thấy. Ở đằng sau này chúng ta cũng có một cái bộ lò xo và cái bộ nâng hạ ha. Rồi, mình muốn hạ xuống thì dỡ nó lên. Hạ nó theo từng nấc như thế này. Đấy. Đó, nhà sản xuất có tích hợp hai cái khay đựng như thế này bằng nhựa ABS để chúng ta có thể để đồ ở đây ha. Rồi, cực kỳ bền luôn. Đây. Khay đựng nhựa ABS bền ha. Thì về phần khung, đây là thanh sắt. Đây, rất là cứng cáp luôn nha. Đó, và phần khung cực kỳ cứng cáp. Thì đó là toàn bộ về chiếc giường cơ giá rẻ của anh em. Thì mọi người có câu hỏi gì cứ để lại comment cho mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Bye bye.